I've been trying to fix the mess, get myself up out of bed, but I'm feeling empty. Maybe I need to try something else, get you out of my head. You can't save me. Waking up in this place all alone, staying up. Dạ vâng, chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Những anh chị chính chủ có nhu cầu cần bán bất động sản của mình, xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo 0377304018. Biển Xanh sẽ kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất quý anh chị nhé. Trong video ngày hôm nay thì Biển Xanh xin được phép chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị mình một lô đất hướng nam nằm trên mặt tiền đường nhựa rộng 8m, con đường chạy thông, và vị trí ngày hôm nay thì cách với bệnh viện đa khoa Xuyên Á Long An, trường cấp 3 Hậu Nghĩa là 500m, cách trung tâm hành chính công của huyện Đức Hòa là 1km quý anh chị nhé. Lô đất ngày hôm nay có diện tích là ngang 10 và dài là 28, tổng diện tích trên sổ là 280m², đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng có sẵn, pháp lý minh bạch rõ ràng. Lô đất này có hướng nam khá là mát quý anh chị. Nằm ngay mặt tiền con đường nhựa rộng 8m và cách với đường nhựa tỉnh lộ DT825, bệnh viện đa khoa Xuyên Á Long An, trường cấp 3 Hậu Nghĩa chỉ 500m mà thôi. Ngang 10m và sâu là 28m. Lô này bốn xung quanh thì chủ đất đã cắm cọc bê tông và quây kẽm gai rất là rõ ràng quý anh chị nhé. Vị trí này quý anh chị mình có thể là buôn bán kinh doanh được rất nhiều ngành nghề. Nó gần ngay khu vực trung tâm hành chính công của huyện Đức Hòa. Và lô đất ngày hôm nay có giá là 3.580.000.000, giá bao toàn bộ thuế phí công chứng sang tên. Và bây giờ thì Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị đi từ vị trí lô đất ra tới đường tỉnh lộ DT825, khu vực bệnh viện Xuyên Á quý anh chị nhé. Đường nhựa rộng 8m chạy thông hai đầu gần khu trung tâm hành chính công của thị trấn Hậu Nghĩa. Và thị trấn Hậu Nghĩa là một trong những thị trấn phát triển nhất của huyện Đức Hòa, là một khu vực đang ngày càng trở nên sôi động và sầm uất bậc nhất của huyện Đức Hòa quý anh chị nhé. Ở khu vực này thì có tập trung khá là nhiều các siêu dự án lớn và các chủ đầu tư lớn như là Vingroup, Sengroup về cái khu vực Hậu Nghĩa này để mà khảo sát cũng như là mở siêu dự án lớn, cho nên là những cái vị trí khu vực xung quanh, những cái vùng vệ tinh xung quanh lân cận thì cái giá đất nó cũng sẽ được tăng lên ăn theo đúng không chị nhé. Và xa xa cái tòa nhà màu vàng đó chính là bệnh viện đa khoa Xuyên Á Long An đó anh chị. Đây là một bệnh viện khá là lớn với quy mô lên đến hơn 1.000 giường, và trung bình mỗi ngày thì bệnh viện đa khoa Xuyên Á Long An này tiếp nhận và khám chữa khoảng hơn 2.000 bệnh nhân quý chị nhé. Đây là một bệnh viện khá là lớn. Ở đây thì dịch vụ cũng khá là sạch sẽ, điều dưỡng bác sĩ y tá thì khá là ân cần. Và vị trí bất động sản ngày hôm nay có giá là 3.580.000.000 cho cái lô đất ngang 10 dài 28, thổ cư 100%, sổ hồng riêng. Cách bệnh viện đa khoa Xuyên Á chỉ có 500m mà thôi. Và khu vực này thì đang phát triển rất là mạnh, dự là trong một vài năm tới thì khu này sẽ khá là sôi động nữa quý anh chị nhé.
Quý anh chị và các bạn quan tâm đến vị trí bất động sản ngày hôm nay thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc 037 730 4018. Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị xem đất và tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi. Và Biển Xanh chạy ra đây chính là con đường tỉnh lộ DT825 rồi quý anh chị nhé. Con đường này thì kết nối giữa huyện Đức Hòa đi về huyện Đức Huệ. Và bên tay trái màn hình đó chính là bệnh viện đa khoa Xuyên Á quý anh chị. Còn bên tay phải đối diện bệnh viện Xuyên Á thì chính là trường cấp 3 Hậu Nghĩa. Một khu vực phát triển khá là nhanh và mạnh và đang ngày càng trở nên sôi động trong những năm tới. Thị trấn Hậu Nghĩa là một trong những thị trấn phát triển nhất của huyện Đức Hòa quý anh chị. Kính chúc anh chị và các bạn luôn dồi dào sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều thông tin hữu ích. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin được phép tạm dừng video này tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video lần sau nhé.